Thưa quý vị, thực hiện công văn của thành phố Đà Nẵng về cho phép một số hoạt động trở lại và các biện pháp áp dụng phòng chống COVID-19, nhiều địa phương đã và đang tăng cường việc kiểm tra, giám sát và xử phạt các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện phòng chống dịch, nhất là tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các bãi biển. Ghi nhận tại phường Xuân Hà, thuộc quận Thanh Khê. 4 giờ 30 phút chiều, tại bãi tắm Thanh Khê, một số người đã dẫn gia đình, bạn bè đến tắm biển. Những ngày này, thời tiết có mưa nên lượng người đến bãi biển khá ít. Lực lượng phường Xuân Hà phối hợp với lực lượng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống dịch của người dân trước khi xuống biển và tại bãi biển. Theo đó, trước khi xuống biển, lực lượng nhắc nhở người dân sát khuẩn tay, đồng thời tuyên truyền về thời gian tắm biển và một số quy định phòng chống dịch khi xuống tắm biển. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, dịch vụ tắm nước ngọt và các dịch vụ khác tại bãi biển tuân thủ tạm dừng hoạt động và hầu hết người dân đều nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch trước, trong và sau khi tắm biển. Tuy nhiên, trong quá trình giám sát thì phát hiện trường hợp không mang khẩu trang. Ngay lập tức, lực lượng đã dẫn trường hợp này về khu vực bàn xử phạt để lập biên bản hành chính và gửi về địa phương để tiếp tục định mức xử phạt theo quy định. Phường Xuân Hà có 110 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ, lẻ và 28 hàng quán nằm trên đường Nguyễn Tất Thành. Trong số 28 hàng quán thì có 22 quán đã kinh doanh trở lại. 100% các hàng quán trên đã ký cam kết thực hiện phòng chống dịch. Theo đó, lực lượng phường thường xuyên kiểm tra việc đảm bảo phòng chống dịch tại các hàng quán này. Theo cái chỉ thị của thành phố thì mình phải theo thôi. Phải mình là người dân cùng chung tay với thành phố Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung để qua được khỏi dịch bệnh. Thì theo của Ủy ban nhân dân thành phố thì cho tôi bán được có 50% công suất và nhân viên phải khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt để đảm bảo công việc chống dịch của thành phố. Khách thì ngồi thưa ra. Theo lãnh đạo phường Xuân Hà, ngay khi có công văn của thành phố, phường đã triển khai ngay cho tổ COVID-19 cộng đồng, tổ dân phố, khu dân cư để tuyên truyền, vận động đến bà con nhân dân trên địa bàn phường, kịp thời nắm bắt và thực hiện đúng chủ trương của thành phố. Ngoài ra, phân bổ lực lượng tuần tra vào các buổi sáng, chiều tối để tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống dịch của người dân. Bên cạnh cái công tác tuyên truyền vận động, thì địa phương cũng có cái hướng dẫn kiểm tra và xử lý đối với những cái trường hợp vi phạm, nhất là các quy định về cái hoạt động vi phạm về cái hoạt động tắm biển, không mang cho khẩu trang khi tham gia với bãi biển. Và qua kiểm tra xử lý thì địa phương cũng đã lập biên bản xử lý 6 trường hợp đến hôm nay vi phạm và xử phạt hành chính với số tiền là 9 triệu đồng. Về cơ bản, thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, những mối nguy cơ khác từ bên ngoài vẫn luôn thường trực. Vì vậy, cùng với việc các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch, thì người dân cũng cần tích cực phối hợp tuân thủ chủ trương của thành phố để góp phần bảo đảm an toàn tối đa cho Đà Nẵng trong trạng thái mới, để thành phố sớm khôi phục lại các hoạt động như trước.